Xin chào tất cả các bác. Nay anh đang ở một cái cửa tiệm và đồ nhặt có đang ở một cái cửa tiệm vàng. Nay là ngày mùng 3 Tết Tây. Theo cái Việt nói Việt Nam mình là mùng 3 Tết Tây, mùng 3 tháng 1 Bình Dương. Đang một tiệm vàng thì có ở Việt Nam mình thì vẫn có nhiều người vẫn hay đầu năm đi mua vàng mua bạc để cho một năm mới nó suôn sẻ vàng đấy, để nó may mắn như vàng. Đấy, thì hôm nay em cũng ra đây mua một cái đồ vàng Tây ở đây, xem vàng Nhật xem giá cả nó thế nào, quay cho các bác xem luôn nhé. Đây em đang ở trước cái quầy để rất nhiều vàng bạc. Vàng thì đa số ở đây, cái này vàng Tây vàng ta thì cũng có, vòng cổ rồi vòng tai rồi vòng các thứ nam nữ đều có, cũng khá là nhiều. Vòng các cái vòng hạt như thế này thì mỗi cái 2 cm 390 thì cũng tầm 500.000, chưa đầy 500.000 cái một cái. Đấy, trên đấy có trên dưới thì đó, mỗi cái loại vòng hạt to này thì nó 4 cm thì tầm 800.000, bên này thì loại hạt nhỏ hơn thì 600.000. Đấy, cũng khá là nhiều loại. Đấy, cái dây bé bé như thế này mà cũng hơn 3 triệu các bạn. Rồi cái dây này, dây có chữ XXXL này mà tận 10 triệu. Cũng khá là giá cao. Ở bên cạnh đây thì 3 triệu 6 này. Vàng này là vàng gì đây? Mexican 50g 18 bên đan tổ. Là gì, cái này giảm giá một nửa rồi vẫn còn 1.8, 1.3.6, mà cái này đều giảm giá một nửa hết nha bác, giảm giá một nửa mà còn như thế này, cái này thì còn 5 cm 4 cm 8 và 5 man còn 4 man, đây giảm giá mất 5, giảm giá 5 cm rồi. Đấy, có rất là nhiều, bên này là của nữ rất là nhiều, 1 man 2, 2.4 triệu, 1 man vòng vàng trắng vàng bạch kim, toàn là 2 man, 1 man 8, 3.6 triệu đến từ 1 triệu. Dây vàng cổ thì từ 1 triệu, 2.6 triệu cho đến 2.9 triệu, 3.6 triệu khá là cao, còn 8 triệu 9 triệu. Dây như ở dây này hai thánh giá này thì có giá là 8 triệu và bên kia là 7 triệu, tầm 7 triệu hơn, tầm 5 triệu hơn, bên này là tầm 8 triệu. Đấy, khá là nhiều đồ vàng bạc. Đấy, dây tượng trưng trên này cũng giá từ 1 man đến 1 man 2, khoảng tầm 2 triệu cho đến 2.4 triệu. Đây là mấy cái vòng to, vòng đeo tay cổ đây. Vòng đeo tay này thì không thấy giá gì ở đây. Và mấy cái vòng cổ kia thì vòng bạc thì cũng từ 2.4 triệu cho đến 2.8 triệu. Còn vòng vàng thì thấy có ghi hai mặt đấy, đây có giá của nó trên này. Hai mặt thì là 1.1 triệu. Có rất nhiều, đầu năm có rất nhiều người đến mua vàng mua bạc. Cũng người Nhật cũng đi mua vàng bạc khá nhiều đầu năm. Đây mình sẽ lấy cái dây nhỏ này. Nhỏ này vàng này thì có giảm giá 20%, còn 6.8 triệu, từ 8.5 triệu còn 6.8 triệu là còn khoảng 1.4 triệu. Rồi, mình sẽ gọi nhân viên ra để lấy cái này. Xóa xe thì xóa. Mình gọi nhân viên chờ bạn này bạn ra bạn lấy cho. これ、これ お願いします。はい、はい。見えたかな。 Đây, em nói như thế này các bạn. Yes, yes, yes.
返品交換の方できませんがよろしかったですか？じゃあ、で、ご購入の後に返品と交換の方がNGなんですよ。あ、はい、そうですか。はい、一応ブランド品なので。はあ、じゃあ、かけてみていいですか？かけてみたい。じゃあ、試してみましょう。で、あ、あ。 あんまら、さっきまだ衣装で本当に動いてないんで、もう1年なんで、これ。ね、ちょっとさ、な。ちょっとね。お願いします。今だけ、今だけ必要。なので、ぜひお待ちください。質問皆様のご来店、心よりお待ちください。やばい。 かんでやばい。 Đây là cái hộp của nó sau khi về ạ. Tủ là Zinclara. Hai cái tên của thương hiệu. Không biết thương hiệu này có tiếng hay là không có tiếng nữa, nhưng mà thấy cũng khá đẹp. Bởi Nhật thì giá hàng cũng ok nên là cũng không vấn đề gì. Đây là cái vo cái hộp đựng dây của nó. Ở trong nó có cả cái của thương hiệu luôn. Warranty card thẻ bảo hành. Warranty card thẻ bảo hành Zinclara. Đấy. Thế là đầu xuân nó mới khởi đầu bằng mua một dây chuyền vàng bạc cho nó tươi mới còn năm mới nha các bác. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video. Xin chúc các bác năm mới phát đạt như vàng, như bạc.